Mình xin được chia sẻ cảm nhận của mình về khóa học của Viện Nghiên cứu trong những ngày vừa qua. Đầu tiên, cho mình được gửi lời cảm ơn đến những thành viên của Viện đã mang đến cho các nhà phân phối, các cộng tác viên của Jane Thailand một khóa học bài bản, chuyên nghiệp, chỉnh chu về mặt nội dung kiến thức cũng như sự tâm huyết của giáo viên trong quá trình giảng dạy. Để nói tới phần học khiến mình tâm đắc nhất thì bản thân mình thấy mình thấy rõ được là mình đã học được rất là nhiều điều cụ thể hơn, mang tính ứng dụng cao hơn so với khóa học trước mà mình đã từng được học ở một công ty khác. Và nếu như được chọn một phần để nói về việc mình tâm đắc nhất thì mình sẽ chọn phần đó là phần nâng cao năng lực học tập. Thực sự trước đây khi tư vấn cho khách hàng thì mình hay đi nhánh phần này so với hai phần đầu, đó là phần tính cách và phần năng lực. Bởi vì bản thân mình thấy nó khá là đơn giản và nó mang chất lý thuyết nhiều. Khách có thể tự đọc ở trong bản nghiên cứu của mình, bởi vì bài báo cáo của bên viện mình đã rất là đầy đủ và rõ ràng. Để dành thời gian nhiều hơn cho hai phần đầu tiên là phần tính cách và phần năng lực, bản thân mình thì vẫn luôn thấy hai phần này là hai phần cần thiết nhất cho phụ huynh. Nhưng mà sau khi đã được học thì mình thấy là mình đã bỏ lỡ một cái phần cũng rất là hay cho khách hàng. Và cụ thể là sau khi học xong thì mình đã liên hệ lại những khách hàng cũ để bổ sung thêm nội dung này cho họ. Chính vì điều này là mình tâm đắc hơn bài giảng của giáo viên. Về giá trị trong khóa học mang tính chất ứng dụng cao nhất thì mình thấy đó chính là phần chia sẻ của giáo viên về các giá trị trong cuộc sống thực tiễn, về các ví dụ minh họa và cũng như phần tương tác trong sau khi học. Khi mà các bạn học viên đặt câu hỏi thì thực sự thì cũng là một giáo viên lâu năm thì mình cảm thấy là đánh giá rất cao ở phần này, bởi vì giáo viên phải là người chuẩn và cũng như là một người có kiến thức vững vàng thì mới có thể đối đáp một cách nhanh gọn và chính xác các câu hỏi mà học viên đưa ra. Và riêng đặc biệt là trong kiến thức về sinh trắc vân tay thì cần phải liên kết rất nhiều thì mới đưa ra được một câu trả lời hoàn chỉnh. Cảm nhận của mình sau khóa học đó là sự hài lòng và cảm giác tự tin hơn khi đi tư vấn cho khách hàng. Thì mình cũng mong muốn những khóa học này sẽ được duy trì để các cộng tác viên khác có thể được trải nghiệm. Thì nhân đây mình cũng xin có một số ý kiến đóng góp đối với viện, một số ý kiến đề xuất. Nếu mình biết rõ là việc tổ chức một khóa học như thế này thì nó sẽ tốn rất là nhiều công sức cũng như là không phải là đơn giản để có thể thực hiện được. Vì vậy là với những khóa sau thì các học viên có thể học lại qua các video của đã được quay lại của khóa đầu này. Chúng ta chỉ cần học dùng một bữa cho buổi khai giảng và phổ biến các quy tắc khi tham gia học và cho thời gian để học viên học bài, sau đó thì đưa bài kiểm tra và học viên sẽ nộp như thế này. Mặc dù cách làm này thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều hạn chế, song thì mình thấy là việc này sẽ giúp tạo điều kiện cho viện đỡ tốn nhiều thời gian công sức hơn và bản thân người học cũng được linh động hơn trong quá trình học tập. Và